trở lại với kênh Ulysses Channel của chúng mình. Trong bài 10 ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in PowerPoint, nén file và giảm dung lượng. Thường thì các bài thuyết trình trên PowerPoint để trình chiếu trên máy tính hoặc thông qua máy chiếu. Nhưng trong nhiều trường hợp, bạn cũng cần in ra để người xem có thể tiện theo dõi và nắm được nội dung. Đầu tiên, các bạn chọn file để xem ở chế độ Backstage View. Sau đó các bạn bấm nút Print ở khung bên trái, cửa sổ in sẽ xuất hiện. Các bạn sẽ chọn máy in ở mục Post-it Reader PDF Printer. Vùng in ở mục Print All Slide và mục Full Page Slide. Kiểu bố cục ở mục Collage và màu sắc ở mục Color. Sau đó các bạn bấm nút Print để in các slide hoàn tất. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nén file PowerPoint, giảm dung lượng slide. Đầu tiên, các bạn mở file PowerPoint cần giảm kích thước lên. Nhấn chọn vào menu File ở góc bên trái giao diện phần mềm. Các bạn chọn tab Save As. Sau đó nhấn chọn vào biểu tượng Browser. Tiếp đến, các bạn sẽ chọn nơi lưu file PowerPoint đã nén rồi đặt tên cho tập mới này. Mình sẽ chọn lưu file ở mục Document. Đặt tên file ở khung File Name. Bạn nhìn xuống phía dưới, nhấn chọn vào danh sách thả xuống trong mục Tools. Rồi chọn Compress Picture. Giao diện Compress Picture xuất hiện. Bạn bỏ click tại mục Apply Only This Picture sẽ giúp bạn giảm được kích thước của tất cả các hình ảnh trong bài trình chiếu PowerPoint. Tiếp đến bạn tích chọn vào Delete Crop Area of Picture, có nghĩa là xóa vùng cắt của ảnh. Sau đó chọn Email 96PPE Minimize Document Size for Sharing. Cuối cùng bạn nhấn chọn OK và nhấn chọn vào Save để lưu lại file. Ngay sau đó bạn sẽ có một file PowerPoint mới có kích thước nhỏ hơn và những hình ảnh trong file đó đều được nén lại. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn hình ảnh vào bài trình bày. Chúng ta sẽ sử dụng chức năng Insert thay vì sao chép và dán chúng. Khi sao chép và dán hình ảnh, có thể được định dạng lại hình ảnh thành BMP hoặc PNG. Cả hai định dạng này đều lớn hơn JPG. Bạn có thể thấy trên màn hình là hai file ảnh. File PNG có kích thước 328KB so sánh với file JPG chỉ với kích thước 4,43MB. Mỗi lần bạn sao chép và dán file JPG trong PowerPoint, nó sẽ chuyển đổi thành PNG. Như vậy, bạn đã thêm kích thước file không cần thiết vào bản trình bày. Sử dụng tính năng Insert sẽ đảm bảo hình ảnh của bạn được chèn đúng định dạng. Khi chèn ảnh vào PowerPoint, bạn nên đảm bảo chúng không cần chỉnh sửa gì. Nếu có, hãy chỉnh sửa chúng bằng phần mềm chỉnh ảnh trước khi chèn. Khi sử dụng PowerPoint để chỉnh sửa ảnh, nó sẽ lưu trữ tất cả những chỉnh sửa đó trong bài thuyết trình. Tiếp đến, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nén tất cả ảnh trong bài trình bày. Mở bài trình bày, truy cập vào tab File, sau đó chọn Save As. Trên cửa sổ Save As hiện ra, click vào Tools, chọn Compress Picture, chọn kiểu phân giải ảnh dựa trên PPI. Khi chọn xong, click vào OK. Sau đó các bạn nhớ lưu bài thuyết trình lại. Chúng ta sẽ nhấn nút Save để lưu file. Chúng ta sẽ liên kết đến file khác thay vì nhúng chúng. Việc nhúng toàn bộ video sẽ tăng đáng kể kích thước bản trình bày. Nhiều người sử dụng cách này vì thuận tiện cho người nhận thì họ không cần kết nối Internet để phát video. Tuy nhiên, nếu kích thước là vấn đề bạn quan tâm thì không nên thực hiện theo cách này. Để vô hiệu hóa tính năng này, hãy mở bản trình bày, đi tới tab File, sau đó chọn Properties ở phía bên tay phải và chọn Advanced Property. Bạn sẽ thấy tab Summary của cửa sổ Property. Ở cuối cửa sổ, bỏ chọn Save Preview Picture. Tiếp đến, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa thông tin cá nhân và ẩn chúng khỏi bản trình bày. Microsoft Office sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như tên tác giả và các thuộc tính ẩn trong bản trình bày. Loại bỏ thông tin này có thể giúp bạn tiết kiệm một chút không gian. Chúng ta sẽ mở bản trình bày, đi tới tab File, chọn tùy chọn Check for Issue. Sau đó chọn Inspect Document. Cửa sổ Document Inspector xuất hiện. Chọn Document Property and Personal Information và sau đó click vào Inspect. Trong cửa sổ tiếp theo chọn Remove All. Như vậy để xóa thông tin giúp bạn tiết kiệm được vài KB không gian. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt Auto Recover. Bạn chỉ nên thực hiện cách này nếu thực sự cần thiết. Auto Recover là một công cụ thiết yếu của Office, giúp sao lưu tài liệu thường xuyên và cung cấp cho bạn khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện. Tắt máy đột ngột mà bạn chưa kịp lưu, lấy lại file Word, Excel, PowerPoint chưa kịp lưu. Mỗi lần Office sử dụng Auto Recover, nó sẽ thêm một kích thước vào file. Để tắt Auto Recover, truy cập vào tab File, chọn Option ở cuối khung bên trái. Trên tab Save của cửa sổ Option, bỏ chọn Save Auto Recover Information Every. Nếu lưu và thoát khỏi bài thuyết trình ngay, bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt. Tuy nhiên, theo thời gian, khi tiếp tục làm việc trên bài thuyết trình đó, tính năng Auto Recover sẽ thêm vài KB vào file của bạn. Và cuối cùng là cách giải nén và nén trình bày. File PPTX là file nén, đó là lý do nó nhỏ hơn file PowerPoint cũ.
Điều này có nghĩa bạn có thể mở nó bằng công cụ như 7-Zip hoặc WinRAR, trích xuất tất cả các file từ PPTX, thêm chúng và lưu trữ nén, sau đó đổi tên file thành nuôi PPTX. Tuy nhiên, cách này khi sử dụng với file Word đã làm hỏng tập tin và trên file PowerPoint nó chỉ giảm ít dung lượng. Do đó, nếu thực hiện cách này, bạn nên sao lưu trước một bản copy để đề phòng sự cố xảy ra. Như vậy, chúng ta đã thực hiện được cách in PowerPoint, nén file và giảm dung lượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi phần chia sẻ của chúng mình trong kho video hướng dẫn sử dụng PowerPoint. Và đừng quên làm phần bài tập thực hành ở đường link trong phần mô tả. Chúc các bạn sẽ có những bài thuyết trình tuyệt vời bằng PowerPoint.